Rồi em chào tất cả anh em, bà con, cô bác. Em chào anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Điểm Sắt Đức Thắng anh em. Hôm nay em lên tiếp cho anh em con NS A50 nè. Cái dòng này chạy nước mà nước đặn anh em. Hello ông thợ luôn. À. Ông thợ em là ông thợ chán anh em. Cái dòng này là hôm gà anh em thấy anh em chuộng hay mua những cái dòng máy này thì bữa nay em lên cho anh em xem này ha. Này NSA nè, 50. Dòng tua của nó là 2400. Còn cái mã lực nó là 6 ngựa nha anh em, nên là 6 ngựa. Còn ốc ác thì anh em trong nghề thì nhìn cũng biết ha, máy này làm bao zin hết. Chỉ có duy nhất là khi mình lấy trên bãi gì, cái nào anh em trong nghề thì nói mình cũng hiểu ha. Là về cái heo dầu là mình phải xúc rửa nó, mình thay lớp B. Là cái bộ phận này đây. Là ít có máy nào mà về là mình không có rửa này lắm nha anh em. Nhưng mà nếu nó có chạy thì mình vẫn mở ra mình rửa đi, sợ nhiều khi về cái tới nhà anh em sử dụng rồi nó bị nghẹt cặn không thôi là lớp B bị gỗ ba hồi bơm rồi không. Nên là tụi em có chạy không chạy này tụi em cũng vẫn rút cái chỗ lớp B này ra rửa nghe anh em. Còn hiện trạng cái máy thì nó gì, đẹp thì nó có không đẹp không, mà xấu thì nó có không phải xấu. Này nó tầm trung anh em. Cái này là 50 bạc đạn. Cái dòng này là thứ nhất là gia đình nào mà có xài chừng có chừng 10 đến 15 con đất là này ok luôn nè. Thứ nhất là nó gọn, thứ hai là nó không có nặng. Máy lực thì nó vừa, nhiều khi mình mua cái máy bự quá về mình khiêng mượn 2-3 người khiêng người ta cũng dội. Còn máy này bữa nào sung sung thì khiêng một người một đầu luôn cũng được luôn, khỏi gần nhờ anh em ta. Thì ngoại hình ngoài đây là nó gì nè, em quay chi tiết cho anh em luôn ha. Cái này là nó nguyên zin hết, ốc này là hoàn toàn chưa mở luôn nè, cái bô thì hơi xét nè, con này còn nguyên nè. Rồi nhờ ông thợ test dùm cái nha ông thợ. Đó, anh em nghe cái tiếng bơm đó anh em cũng hiểu nha. Chỉ duy nhất có cái quần ngọt mà nghe anh em. Thôi mà anh em khen nói chuyện nghe thật thà dễ thương là nói đó anh em ơi. Đang như cây súng vậy đó. Rồi em báo giá cho anh em trực tiếp luôn. Cái máy này em bán em bao ship cho anh em là 3.8 nha, ship trên mọi miền Tổ quốc, xa gần gì em cũng tính giá vậy luôn. Nếu mà có lỗ thì em bù vô, nhưng mà em bao ship cho anh em là giá 3.8. Còn anh em nào mà gần ở nhà mình đi chở được á thì em trừ lại 300.000, là 3.5 triệu. Còn nếu em bán em giao tới nhà cho anh em là 3.8, anh em lưu ý ha. Hello anh thợ quần gách. Quần gách như này chứ có gách ở kia đâu. Rồi cho em cảm ơn anh em bà con cô bác ha. Nếu mà anh em bà con cô bác muốn cập nhật những cái máy mà em lên sớm nhất á, anh em bà con vui lòng vào trang Điểm Sắt Đức Thắng mình đăng ký ha. Để mỗi lần em có đăng một cái máy gì thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Rồi cho em cảm ơn rất nhiều ha. Cho xin like luôn anh em ơi. Xin like luôn anh em ơi. Rồi hỏi nhiều quá. Rồi em tạm biệt bà con.